Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go Minecraft. Nhưng sẽ như thế nào nếu như các bạn sở hữu những trái tim của những tựa game nổi tiếng? Ayo, hello và xin chào tất cả mọi người, nhưng đã quay những cái xem video của mình chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng tôi là tôi đây. Ok các bạn ạ, nhưng bạn thấy đó, hiện tại là trên màn hình là các bạn không thấy tôi có cái trái tim nào luôn á. Bạn này là bất kỳ con nằm ở đi ngang qua nó khều cái đít tôi cái là tôi cũng chết luôn á anh em, kể cả con gà mang đó. Là bây giờ nhiệm vụ của tôi á là tôi phải đi tìm trở lại những cái trái tim của mình đã bị đánh mất nha anh em. Nhưng mà đầu tiên thì mình phải có những cái công cụ cần thiết để mình có thể làm ra những cái đó các bạn ạ. Oh my god, mình đã tìm ra được một trái tim duy nhất sau khi chế tạo được cây cúp gỗ các bạn ơi, và đó là trái tim mặc định của chúng ta. Các bạn nhìn ở phía dưới góc bên trái các anh em thấy không? Đúng rồi đó các bạn có thấy cái hình mà cái tay cầm trò chơi PlayStation không anh em? Nếu như mà chúng ta thu thập đủ tất cả các trái tim của những tựa game nổi tiếng khác nhau thì cái tay cầm nó sẽ được lắp đầy. Và đầu tiên thì mình đã có được trái tim mặc định ở trong Minecraft rồi nè anh em. Và cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta phải đi đào 10 cái cục block bằng cái cây big axe các em ạ. Tức là mình đào cái gì cũng được hả các bạn? Thôi mình thử đào cỏ thôi. Miễn là cầm cái cúp gỗ mình đào cái gì cũng được nha anh em. Nhưng mà mình muốn đào đá đây, mình có thể có được những công cụ bằng đá nha các bạn. Mình đã có được trái tim của Fortnite anh em. Ui anh em nhìn cái trái tim kìa, nó có hình chữ F kìa anh em thấy không? Là Fortnite đó anh em. Oh my god. Và hiện tại ở đây mình được cho một cái nút với lại một cây cúp anh em ạ. Fortnite beat S. Oh my god. Ở đây coi cây cúp này nó giúp được gì cho chúng ta anh em ơi. Để coi nào. Oh my god, cây cúp này nó không có hoạt ảnh các bạn ơi, nhưng mà bù lại nó đào rất là nhanh luôn nào. Oh my god, cái này là mình đào đất đó nha chứ không phải là mình đào đá nha anh em. Mình đào đá không. Anh em nhìn nào. Oh my god, siêu nhanh luôn các bạn ơi. Wow, có cây cúp này vô một cái là mình có thể đào được tất cả mọi thứ anh em ạ. Ok, mình cũng không có chơi Fortnite nhưng mà mình biết được một cái cơ chế hoạt động của Fortnite, đó chính là một tựa game vừa bắn súng vừa xây nhà anh em. Nói đúng hơn là có thể gọi là xây những cái tường thành lên để chúng ta có thể sử dụng những cái tường thành đó và bắt cua các thứ để rồi bắn được địch. Và cái cây cúp này hình như là cũng là một trong những cái cây cúp mà các dân chơi Fortnite hay dùng lắm nè các bạn. Wow, bên kia là một vùng đồng bằng anh em ạ. Có lẽ là một nơi thiên thời địa lợi để chúng ta có thể sử dụng cái nút này. Adventure button. Nhưng mà để phòng trừ hậu họa thì tôi nghĩ là tôi nên chế tạo cho mình những cái đồ bằng đá chứ các bạn ơi. Mà mình chế tạo cúp đá làm gì ta? Mình có cái cây cúp Fortnite rồi mà. Oh my god, tôi lú luôn các bạn. Tính ra là không cần chế tạo nhiều luôn. Tôi coi cái cúp Fortnite là bao nhiêu đam đây. 200% tốc độ tấn công. Là tôi cầm cây cúp này tôi gõ đầu con gà mai liên tục là nó giác ngộ luôn các bạn. Rồi để coi có cái nút này nó sẽ giúp cho chúng ta cái gì đây. Nó spam ra một con ăn ú rồi. Con ăn ú đi đánh mình rồi các bạn ơi. Mày đánh mày hả? Mình đã giết được con ăn mong ú các bạn ơi. Tôi ra cái cây dao giờ để mình lấy thôi coi. S-U-S này. Ôi bình thường tôi toàn nghe tới SOS thôi, cái này SUS là gì vậy các bạn? Mà anh em nhìn cho anh em, tôi đã có được trái tim của Among Us rồi đó các bạn ơi. Có một cái trái tim, nó có một cái hình mắt kính nhìn ngầu quá chưởng các bạn. Còn cái cây dao này làm được gì ta? Cái dao này phi được không? Còn cái dao này bình thường nó phải phi được chứ ta. Trong Among Us là phải phi được chứ anh em. Ấy mà nó cho mình cái trái trứng gì nè, Summon Protection OA. Nhắc đến gọi là OAK OA đồ đó thì tôi nghĩ chắc là vậy chúng ta phải đi đến một cái khu rừng gỗ đó các bạn ơi. Ôi nhưng mà trước tiên tôi coi cái cây dao này giúp cho chúng ta cái gì trước đã các bạn ơi. Ê bò cho test đam cái bò. Tôi tưởng đâu cây dao này nó sẽ mạnh lắm ta. Quá cha. Ôi trời, bồ riết đam mà con bò nó cũng không chết kìa anh em. Tôi cứ tưởng đâu cầm cây dao này trên tay mình sẽ trở thành John Wick chứ. Nhưng mà John Wick cầm một cây bút chì có thể xử lý cả một tổ chức. Tôi cầm nguyên cây dao đánh con bò thấy bảy mặt trời luôn, bò chưa chết cho mấy má. Ủa vậy là cây dao này nó phới hả anh em? Thôi kệ đi, cứ cầm đi anh em, nói chung là vật sưu tập cũng được. Oh my god, mình đã tìm thấy một cái ngôi làng luôn nè anh em. Wow. Và cái ngôi làng nó chơi trò cô lập hay gì mà sao tự nhiên có một ngôi nhà dưới đây vậy? Nhưng mỗi lần nhắc tới làng là các bạn nhớ tới điều gì? Đúng vậy, đó chính là những vị đại hiệp chuyên gia cướp của người nghèo chia cho người giàu. Đó, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bây giờ mình sẽ vô trong đây mình lấy đồ ăn trước anh em. Nhưng mà cái đường xuống nó trong trên chứ trời, có ba tim mà mình nhảy xuống đây chắc đi luôn quá. Đây rồi. Oh my god. Có cái cúp này đào nhanh quá các bạn. Ủa mà sao cái làng này ít rơm dữ người ta, hay là rơm nó dưới hết trơn người ta? Coi sắt miễn phí đâu trời, cái làng gì đâu mà không cho sắt miễn phí hết trơn vậy trời. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi vòng vòng xuống dưới đây tôi kiếm sắt miễn phí các bạn ơi. Anh em thấy gì chưa, một cục sắt miễn phí rồi anh em. Hello, cục sắt miễn phí của ta. Mình cầm cái cúp này mình đánh cái cục sắt này liên tục được luôn các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ đam nó không có được cao cho lắm.
Oh, what's up? Cho mình bao nhiêu cục sắt đây? 3 cục sắt. Không sao anh em, 3 cục sắt là đủ cho mình chế tạo cái xô nước rồi các bạn. Quá tuyệt vời, còn gì nữa. Để xuống múc miếng nước một cái rồi đi lên mấy má ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ phân tách mấy cái rơm này ra để tôi làm bánh mì tôi ăn anh em ạ. Mặc dù biết là mình khá là OB rồi nhưng mà không có đồ ăn là cũng coi như bỏ. Ở dưới đây cũng không có thêm miếng rơm nào luôn nên là tôi nghĩ là tôi sẽ đi lên trên thôi các bạn. Hình như tôi vừa mới nghe tiếng mèo. Oh, there you are, mèo. Ê, mày ngon mày tới đây, mày ngon mày tới đây, mày ngon mày tới đây. Sợ liền, chạy liền. Ơi, mèo ơi, đừng bỏ tao mèo ơi. Rồi, đã đến lúc mình sẽ thử thách cái quả trứng này coi là nó ra cái gì nha anh em. Ủa các bạn, sao nhìn ông này quen ta, sao nhìn giống ông tiến sĩ gì ở trong Pokemon quá anh em. Ông tiến sĩ này kêu yêu cầu mình là hãy thu thập 16 cái gỗ và sau đó ra cái vòng này. Đây trong lương mình không có miếng gỗ nào luôn mấy má. Không sao, mình có cái cây cúp này mà mình sợ gì củi lửa anh em. Trời, đào bao nhanh luôn anh em, quải cái trưởng chưa. Trời, tính ra là trong sinh tồn bình thường á mà mình có cái cây cúp này hả anh em, là bá chủ thế giới luôn á mấy má. Rồi lít vào ông này. Ủa phải lít từng cái vậy hả? Ô, ông này là Pokemon thì các bạn ơi. Ô, mình trái tim của Pokemon kìa anh em. Hoài, ở đây mình có một cái Pikachu theo. Oh my god. Với một cái mũ Mario. Ồ, cái mũ Mario này chắc là thử tiếp theo của chúng ta nè anh em. Wow, chuẩn bị có thử thách bắt cua anh em ạ. Oh my god, sở trường của tôi. Mà trước tiên thì cái Pikachu này. Holy moly, oh my god. Why? Pikachu này bá đạo quá các bạn ơi. Pikachu này chịu hồi được sống xét của thần Thor luôn. Quái cái trưởng thiệt. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ thử thách sở trường của mình anh em ạ. Ui. Ôi chết là tôi lỡ bấm luôn rồi anh em ơi. Ồ, thì ra là bắt cua như này hả? Cũng đơn giản mà anh em, có khó gì đâu. Tôi tưởng đâu cái gì nó phải khó khăn lắm chứ, này đơn giản anh em. Trời, anh em nhìn tôi nè, lên cái mồm nữa không. U là trời, đơn giản như đang giỡn luôn vậy. Bây giờ mình nhảy xuống cùng ra mày đúng không? Trời ơi, đơn giản. Trời. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh như rất lâu. Đời mà anh em ai chả có lúc gáy đúng không? À lộn. Đời mà anh em ai chả có lúc sai lầm đúng không anh em? Hôm nay mình sai, ngày mai mình làm lại không được, mình nghỉ game anh em ạ. À. Trời ơi, hồi nãy là do là sai lầm kỹ thuật anh em, sai lầm của tôi trẻ ơi. Đây, bây giờ là mình trưởng thành rồi, mình hết tuổi trẻ rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ không sai lầm nữa cho anh em coi nè. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi, đứng đây mở gương luôn anh em. Mình sẽ được một cái... Ủa sao này tên là sách kiến thức ta? Cái máy này hết rồi. Mình đã có được cái team Mario. Oh my god. Ủa mà khi có trái team Mario rồi nó có cho mình cái gì không ta? Hey. Oh my god. Hồi xưa anh em nào có chơi tựa game Mario không? Anh em để lại bình luận phía bên dưới nha anh em. Oh my god. Wow, được rồi, vậy là bây giờ mình đã có được trái tim của Mario. Và mình sẽ đến với trái tim tiếp theo anh em ạ. Trái tim của Minecraft. Nói thử vẻ hơi vô lý, bây giờ chúng ta đang chơi Minecraft mà chúng ta lại phải tìm trái tim của Minecraft ở trong Minecraft bằng cách là sử dụng những cái vật phẩm của Minecraft để chế tạo ra trái tim của Minecraft. Rồi bây giờ việc chúng ta cần làm đầu tiên là chúng ta cần phải đi kiếm 2 cục sắt anh em ạ. Có luôn 2 cục sắt. Rồi khỏi đi kiếm nữa anh em. Trong cái làng này không biết có cái lò luyện kim nào không ta? Hình như là không có anh em ơi. Thôi được rồi, cái gì người ta không có thì mình tự làm ra anh em ha. Rồi mình sẽ nung 2 cục sắt này lên nha các bạn. Để có thể chế tạo ra được trái tim của Minecraft thì chúng ta cần 1 cục đất và 1 cục lá anh em ạ. Mà người ta gọi là 1 khối lá chứ mới đúng, nhưng sao 1 cục lá ta. Rồi chế tạo ra 1 cây kéo anh em. Sau đó mình sẽ dùng cây kéo này để mình đi cắt lá trong Minecraft. Chúng ta sẽ bỏ 1 cục đất vô như thế này, chúng ta 1 miếng lá vô như thế này và không có gì xảy ra cả. Chúng ta cần 3 cục lá lần anh em ơi. Đó là hậu quả của việc không biết công thức nhưng mà vẫn cứ thích gáy anh em. Rồi trái tim của Minecraft, oh my god. Quay anh em nhìn nè, mình đã có được trái tim của Minecraft rồi các bạn ơi, quái đáng thiệt. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là sẽ đi đánh 10 con dân làng khác nhau như thế này anh em. Này nó có tên nè, 1 con nè, 2 con nè, 3 con nè, 4 con nè. Ô, con nào bị đánh rồi là nó bay lên trời, nó biến mất anh em ạ. Ôi cha. Ê, ra đây. Con này bay lên không được anh em ạ. Ê, mình sẽ đi ngủ trước nha các bạn. Rồi, mình còn 4 con dân làng nữa thôi. Nhưng mà 4 con còn lại đứng đâu ta? Ủa, đứng ở dưới anh
mà quải cái chưởng thiệt. Mình sẽ đi qua mình khều cái đít của con bên đây trước nha các bạn ơi. Hello ông già, mình còn 3 dân làng, dưới đây có 2 dân làng. Ủa vậy còn một con dân làng nó nằm đâu vậy anh em? Thôi mình xuống đây mình gõ đầu hai con này trước đi. Rồi còn cái ông nội cuối cùng mới khó kiếm nè. Anh em thấy ông cuối cùng ở đâu anh em nhớ bình luận phía dưới cho tôi biết nha các bạn ơi. Thôi tôi thấy luôn rồi các bạn. Oh my god, mình vừa có một trái tim có hình đô la. Hình như cái trái tim là trái tim của trái tim GT5 anh em. Từ để coi. Mình đã có được một khẩu đại pháo và một cái summon Batman. Oh my god, vậy là cái trái tim tiếp theo của chúng ta là trái tim Batman anh em ạ. Anh em nào hồi nhỏ có chơi cái trò Batman không thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới anh em ơi. Cái trò này hơi bị siêu cấp vip pro luôn á anh em. Từ từ, nhưng mà đầu tiên là đây là cái pháo nè trời ơi. Cái pháo này mà bắn con rồng là tới cục gì luôn á mấy má. Nó bắn vừa nhanh mà nổ còn to đó các bạn. Không biết gì nhau, phải lỗi của tôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái Batman này coi là gì anh em. Ui. Hả? Cái Batman này là mình sẽ phải đi tìm mê cung các bạn ơi. Oh my god, sao mê cung này nhìn thấy nó nguy hiểm quá ta. Hello, có quái vật ở đây không? Hello, what's up? Mình đã có được một trái tim của Batman rồi các bạn ơi. Và ở đây mình có một con dân làng. Nó yêu cầu mình làm 16 con tịch heo để đổi được trái tim của Roblox. Ê, tựa game tôi đang thích chơi. Oh my god, chúng ta cần 16 con tịch heo lận anh em. Ở vòng vòng đây quá trời heo luôn. Yên tâm anh em mà không lo chết đói nha mấy má. Oh my god, một con heo thôi anh em ơi. Một con heo chỉ cần ra một con tịch heo thôi là mình đã đủ rồi các bạn ơi. Where are you? Heo. Ê, lúc mình không cần heo thì nó ra heo, mà lúc mình cần heo thì nó ra bò không anh em mà quái ra dữ thiệt. Heo ơi, mày đâu rồi heo ơi? Where are you? Một con heo cuối cùng nó khó đến vậy sao? Heo ơi heo, ở lại với go đi heo, ở lại đừng làm áng mây cho trên bầu trời rồi một mình bơi vơi. Đó anh em thấy chưa, lúc mà mình cần heo toàn ra bò, quái ra dữ. Oh my god, con heo cuối cùng. Come here baby. Come here with Baba. Yeah. Và như tôi thấy có một khối kim cương ở đằng kia mà nãy tôi không đào anh em ơi. Từ từ, trước tiên là mình phải lấy được cái trái tim của Roblox trước anh em à. Thôi tôi nghĩ lại tôi đào kim cương chứ anh em, sự hấp dẫn của kim cương quá tuyệt vời. Ê, giáo sư Mickey, theo không nè? Yes sir. Chúng ta đã có được trái tim của Roblox. Rồi ok anh em ạ, cuối cùng là cái trái tim khó nhất, trái tim của Bobby Playtime. Hiện tại mình đang có quả trứng để có thể spam ra Hookie Wookie anh em ạ. Yeah, lần này mình lại phải đánh boss nữa rồi anh em. Mình hy vọng là con Hookie Wookie này nó không quá mạnh. Thế là tôi sẽ chuẩn bị trước lắm. Ui mày. Ok mày đúng rồi, đánh vào nó đừng có đánh vào tao. Ây da, tao chịu hồi xong xét rồi, tao đánh vào tao đây. Mày đánh mày nhỉ. Hockey Wookie. Oh my god, à mình có đại pháo mà anh em. Mày nè, Hockey Wookie. Cuối cùng tôi cũng đã có được trái tim của Bobby Playtime. Oh my god. Yeah. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ còn chờ gì nữa anh em, nướng không lòng nữa nào. Oh my god, mày lại xuống rồi. Ui, bây giờ tôi té xuống tôi không chết luôn các bạn ơi. Oh my god, bây giờ đánh vòng mình bị cứ bị mấy con Enderman làm phiền. Mày. Chạy đi con trai, tôi bị không tình yêu. Ôi ôi, nhưng mà quả pháo này bắn vô người nó không nổ anh em mà cay thiệt chứ. Ôi ôi, lại xuống, mày xuống đây. Ôi ôi, cầm mày cúp mày đánh đã phải anh em mà, tôi chỉ cần lít chuột liên tục thôi anh em. Hãy xem trận chiến của những vị thần. Oh my god. Đây. Ây da, chết, mất máu. Sao nó quất cho một cái là tới công chuyện luôn vậy? Ê, sao từ đầu mình không làm cho nó nhanh ta? Trời, đánh mệt xỉu luôn á mấy má ơi. Trời, tôi dập hết lửa xung quanh đây để không kinh nghiệm nó rớt xuống nó cháy hết anh em. Yeah, kinh nghiệm của tôi. Oh my god. Yes. What's up?
Ok, vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành xong được thử thách lấy được trái tim của Hoppy Wookie. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải ăn để chúng ta thấy được cái trái tim nữa nè anh em ạ. Và cũng đã thu thập toàn bộ được trái tim của những tựa game nổi tiếng trên thế giới anh em ơi. Và trong tất cả những tựa game này, anh em biết được bao nhiêu tựa game, đừng quên để lại bình luận với mình cho tôi biết nha. Fortnite, Among Us, Pokemon, Mario, Minecraft thì chắc khỏi nói rồi ha, GTA 5, Batman, Roblox hay là Poppy Playtime thì đừng quên để lại bình luận nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì video ở đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như bạn nào thích video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như là những cái thử thách mà các bạn muốn rồi làm ở trong Minecraft nha. Các bạn tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Bye bye. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai.